Việt Nam công bố thêm 139 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh gỡ phong tỏa một phường gần 20.000 dân. Một bác sĩ và hai điều dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chăm cho 100 bệnh nhân COVID-19. Ông lão đập mũ vào mặt công an ở Hà Nội khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Doanh nghiệp sốc khi Tiền Giang thông báo tạm dừng khu công nghiệp. Phiếu đi chợ thực tế không đơn giản, người dân khó lại thêm khó. Kính chào quý khán giả đang theo dõi một tin trong nước trưa ngày 31 tháng 7 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối ngày 30 tháng 7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã thông báo có thêm là 139 ca tử vong do nCoV tại 9 tỉnh thành phố. Như vậy thì cả ngày hôm qua, nước ta đã công bố là 298 bệnh nhân đã tử vong. Đây là các bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ 1023 đến 1161 tại nước ta. 139 ca tử vong từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 7 tại 9 tỉnh thành phố cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 7 có 122 ca. Long An từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7 có 6 ca. Khánh Hòa từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 7 có 3 ca. Bến Tre từ ngày 28 đến ngày 29 có 2 ca. Bình Dương từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 có 2 ca. Đồng Nai và Vĩnh Long vào ngày 29 tháng 7 mỗi nơi có 1 ca. Cần Thơ vào ngày 20 tháng 7 có 1 ca. Vĩnh Phúc vào ngày 30 tháng 7 có 1 ca. Như vậy, tính đến 19 giờ ngày 30 tháng 7, thì Việt Nam có tổng số là 1.161 bệnh nhân COVID-19 tử vong trên tổng số là 137.062 ca nhiễm, tương đương với tỷ lệ tử vong là 0,85%. Tỷ lệ này tại nước ta đang tiếp tục tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định dừng thiết lập cách ly y tế ở vùng có dịch đối với phường 19 kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 7. Sau khi dừng thiết lập phong tỏa quận Bình Thạnh, giao phường 19 thực hiện nghiêm việc quản lý phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhà chức trách đã đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về giãn cách, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa người và người, gia đình với gia đình. Quận Bình Thạnh cũng đã yêu cầu lực lượng chức năng phường tăng cường quản lý, giám sát và tuần tra để bảo đảm người dân giãn cách, thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch bệnh. Trước đó, từ 0 giờ ngày 22 tháng 7, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã phong tỏa tạm thời toàn bộ phường 19 sau khi phát hiện 167 ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng đã cách ly toàn bộ địa bàn phường 19 có diện tích là hơn 39,41 ha, bao gồm 5.297 hộ dân với 19.349 nhân khẩu. Thưa quý vị, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Nhân vừa ký văn bản phân bổ sung nhân sự cho các cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Theo Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố đang triển khai cách ly tập trung F0 không có triệu chứng hoặc là có tải lượng virus thấp tại các cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khỏe ở địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Vì vậy, Sở Nội vụ đã có văn bản đề nghị các địa phương cần thực hiện các điều sau. Thứ nhất là mỗi cơ sở cách ly tập trung F0 tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ có một bác sĩ và hai điều dưỡng chăm sóc và theo dõi 100 F0. Thứ hai là các địa phương cần huy động nhân sự chuyên môn y tế từ các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế tư nhân hoặc là cá nhân tình nguyện tham gia có đủ điều kiện đáp ứng công việc trên địa bàn để phục vụ tối thiểu là 50% nhu cầu nhân sự tại cơ sở cách ly tập trung. Thứ ba là các địa phương cần căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp nhận số lượng F0 tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn phụ trách. Tổ điều phối nhân sự sẽ phân bổ sung 50% nhu cầu nhân sự, chuyên môn là bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện tuyến thành phố và nguồn lực tình nguyện viên là các bệnh sĩ, điều dưỡng, các sinh viên y khoa, sinh viên điều dưỡng do Sở Y tế huy động đến các địa phương để phân bổ cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn phụ trách. Thứ tư là cần ban hành văn bản tiếp nhận và ký hợp đồng lao động đối với các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn phụ trách. Thứ năm là cần phân bổ đến các cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn phụ trách để tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phân công nhiệm vụ cụ thể với các tình nguyện viên đã tiếp nhận. Thứ sáu là các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần bố trí chỗ ăn ở, phương tiện đi lại và trang thiết bị dụng cụ bảo hộ cho các tình nguyện viên.
xét nghiệm nCoV trước khi họ nhận nhiệm vụ và hỗ trợ tiêm vaccine đối với tình nguyện viên. Đồng thời thì chi trả các chế độ, chính sách khác nếu có đối với tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, vào chiều ngày 30 tháng 7, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cán bộ công an bị người đàn ông đập mũ cối vào mặt trong lúc nhắc nhở đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Theo đó thì đoạn clip đã thể hiện trong lúc cán bộ công an đã nhắc nhở người đàn ông đi ngoài đường đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh thì người này đã liên tục lớn tiếng nói lại. Sau đó, người này đã dùng chiếc mũ cối đập vào mặt của một người công an, dẫn đến chảy máu. Ngay lập tức, công an cùng với người dân ở gần đó đã tới khống chế người này và đưa về trụ sở công an. Cùng ngày, lãnh đạo phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, người đàn ông trong đoạn video được xác định là tên M, sinh năm 1941, trú tại phường Nghĩa Đô. Khu vực xảy ra sự việc tại chốt kiểm soát ngõ 127 Lạc Long Quân. Sau khi xảy ra sự việc, thì cơ quan chức năng đã mời ông M lên làm việc xử lý theo đúng quy định. Lãnh đạo phường Nghĩa Đô cho biết. Cũng theo lãnh đạo phường, trên địa bàn hiện có là 13 chốt kiểm soát phòng dịch nhằm để nhắc nhở xử phạt vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người dân ra ngoài phải có thẻ đi chợ hay là giấy tờ cần thiết mới được đi qua. Vừa qua, thì phường Nghĩa Đô đã xử phạt là hơn 50 triệu đồng đối với các hành vi không đeo khẩu trang và ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Thưa quý vị, chia ra hàng chục tỷ đồng để thực hiện ba tại chỗ, duy trì sản xuất kinh doanh, nhưng sau đó đã thông báo tạm dừng hoạt động khu công nghiệp của Tiền Giang, khiến cho doanh nghiệp phải viết đơn kêu cứu khắp nơi để tiếp tục được hoạt động. Vào chiều hôm qua ngày 30 tháng 7, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã xác nhận, đã nhận được đơn kêu cứu của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang, xin được tiếp tục sản xuất đối với doanh nghiệp thực hành sản xuất tốt ba tại chỗ. Trong đơn, doanh nghiệp này cho biết họ đang xuất khẩu và cung cấp cho thị trường nội địa các sản phẩm cá tra phi lê, cá khúc, cá tra tẩm vị, cá tra nướng và chả cá viên cho các chuỗi siêu thị, nhà hàng và bếp ăn công nghiệp. Ngoài ra thì doanh nghiệp đang cung cấp thực phẩm, cơm hộp, mì xào cho các bác sĩ ở các bệnh viện tuyến đầu. Các sản phẩm của doanh nghiệp đều nằm trong danh mục hàng hóa thiết yếu. Doanh nghiệp này đã khẳng định thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ triển khai ba tại chỗ. Vạn Đức đã có nhiều chính sách đãi ngộ để kêu gọi công nhân duy trì sản xuất ba tại chỗ. Cụ thể là công ty đã tổ chức phân luồng ăn ở sản xuất theo từng dây chuyền sản xuất để tránh nhiễm chéo. Cũng theo công ty Vạn Đức, trong ngày 22 tháng 7 vừa qua, toàn bộ 100% xét nghiệm PCR đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo đó, thì thông báo của tỉnh Tiền Giang là cú sốc lớn khi doanh nghiệp đã chi hàng chục tỷ đồng để bố trí ba tại chỗ. Doanh nghiệp thiệt hại, người lao động lao đao. Trong đơn kêu cứu, thì công ty Vạn Đức cũng đã phản ánh rất nhiều rủi ro, thiệt hại về kinh tế của doanh nghiệp, cũng như là hàng nghìn lao động nếu tỉnh Tiền Giang yêu cầu đóng cửa, dù đang làm tốt ba tại chỗ. Cụ thể thì doanh nghiệp này đã bị đứt gãy chuỗi cung ứng, cá tra nuôi bị quá lứa, trong khi việc sản xuất ba tại chỗ hiện tại mới chỉ đạt là 50% công suất. Doanh nghiệp nếu dừng hẳn hoạt động sẽ gây thiệt hại kép, cá tra nuôi quá lứa không bán được, doanh nghiệp phải đền hợp đồng cung ứng hàng cho các chuỗi và siêu thị. Doanh nghiệp không hoạt động, hàng nghìn lao động không có việc làm, thu nhập, không thể về quê trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Theo đó, công ty Vạn Đức đã khẩn thiết kêu cứu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có ý kiến với chính phủ và tỉnh Tiền Giang để giúp công ty tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất. Ngoài công ty Vạn Đức thì mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn MNS Phát Tiền Giang đã có đơn kiến nghị gửi đến Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sau thông báo của tỉnh Tiền Giang tạm dừng đóng cửa khu công nghiệp. Đại diện MNS Phát Tiền Giang cho rằng, từ ngày 15 tháng 7, thì doanh nghiệp này đã thực hiện sản xuất ba tại chỗ với nhiều giải pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Người lao động đã bắt buộc phải đeo khẩu trang, doanh nghiệp bố trí đầy đủ phương tiện phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ người lao động. Doanh nghiệp này chưa phát hiện ca lây nhiễm nào trong nhà máy. Nếu tạm dừng sản xuất nhà máy, thức ăn chăn nuôi sẽ ảnh hưởng đến người lao động, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thức ăn chăn nuôi của các nông hộ, trang trại. Những người đang duy trì sản xuất trong điều kiện khó khăn để cung ứng thực phẩm cho xã hội. Trong quyết định của Bộ Công Thương, chỉ đạo của Chính phủ, thức ăn chăn nuôi được xếp hàng vào nhóm hàng thiết yếu, được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thưa quý vị, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa đồng loạt phát phiếu cho người dân đi mua thực phẩm theo ngày chẵn lẻ, mua sắm theo khung giờ tại các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi để hạn chế số lượng tần suất đi lại của người dân.
Tuy nhiên, theo ghi nhận cho thấy có tình trạng là chỗ thiếu, chỗ thừa thực phẩm. Người dân gặp khó khăn khi đi chợ ở phường, quận. Chị Dương ở phường Thành Mỹ Lợi cho biết, thẻ đi chợ của khu vực nhà chị chỉ được 2 tiếng, sáng hoặc là chiều, vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Trong ngày hôm qua, thứ 6 ngày 30 tháng 7, thì do các điểm bán hàng gần nhà đều đông, chị phải xếp hàng mất gần 2 giờ đồng hồ. Nhưng lúc vào được bên trong thì hàng gần như là sạch trơn. Trong khi đó, thì phía bên đường nằm cùng trên tuyến đường này, các siêu thị có tần suất dày đặc hơn nhưng khách vắng hơn. Tuy nhiên, giữa ngã tư của con đường có chốt chặn nên dù cùng phường mà người dân không thể sang bên kia mua sắm, chị Dương cho biết. Tương tự, bà Nga cho biết, dù đã chạy đến nhiều cửa hàng trong khu vực phường 26 quận Bình Thạnh nhưng vẫn không mua được thịt heo. Và một số món khác, dù vài ngày trước đó nhiều cửa hàng còn thịt, ngay cả buổi chiều. Nếu sang phường khác có thể mua được thịt heo, nhưng do được phát phiếu mua sắm theo phường nên không đi được, đành phải chờ lần đi chợ kế tiếp, bà Nga nói. Dù không phải điểm bán nào cũng kiểm phiếu đi chợ để bảo đảm cho người đến mua sắm đúng địa bàn, nhưng do quá nhiều chốt kiểm soát nên người dân mua hàng gặp phải khó khăn. Các nhà bán lẻ cũng đã bị quá tải ở những nơi cư dân đông đúc. Một số cửa hàng cho biết đã áp dụng quy định chỉ bán hàng theo từng địa bàn dựa vào phiếu mua hàng do thông báo của từng chính quyền nhằm giãn cách. Theo ghi nhận, nhiều điểm mua sắm như là cửa hàng Vision, siêu thị Co-opmart đã áp dụng quy định chỉ bán hàng cho người dân đúng địa bàn phường yêu cầu trên phiếu. Trong khi đó, thì việc một số phường, quận chưa thống nhất dùng chung một mẫu phiếu, có địa phương áp dụng tới 4-5 mẫu phiếu khác nhau, khiến cho các nhà bán lẻ cũng bị rối theo. Ngoài ra, thì cơ quan chức năng cũng chưa thống nhất với nhau về cách chia ngày giờ hợp lý, dẫn đến nhiều thời điểm người dân đổ đi mua sắm cùng một lúc, gây nên tình trạng đông đúc. Kính thưa quý vị, một tin trong nước trưa ngày 31 tháng 7 của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.